Tử vi tháng 1 năm 2019 tuổi Tý âm lịch, tiền bạc rủng rỉnh đầu năm mới. Vận trình tháng Bính Dần của người tuổi Tý tuy không đại cát đại lợi nhưng nhìn chung mọi thứ đều hanh thông, công việc có chính quan nâng đỡ, tuy đầu năm dịch chuyển nhiều, có đôi chút tất bật, vất vả nhưng thu về thành quả tương xứng. Về phương diện tài chính, thứ tài dồi dào, gặp nhiều may mắn về tiền bạc như có thưởng nhiều, đòi được nợ, lấy được số tiền tồn đọng, kinh doanh buôn bán gặp thời, vận lên phát đạt. Tình cảm thăng hoa, hôn nhân viên mãn, các cặp đôi có thể tính chuyện cưới hỏi ngay trong tháng đầu năm Kỷ Hợi này. Người độc thân có sức cuốn hút mạnh, nhân duyên khác giới vượng, sẽ có trải nghiệm thú vị trong tình yêu. Tử vi tháng 1 năm 2019 tuổi Tý âm lịch, sự nghiệp. Theo lịch vạn niên, thời điểm đầu xuân năm mới, công việc không nhiều, tuy nhiên tuổi Tý có dịch mã động tinh chiếu, có thể phải dịch chuyển đi lại nhiều nên cảm giác vẫn tất bật như thường. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, cảm giác thư thái mà vẫn đạt hiệu quả công việc tốt. Thời điểm này phù hợp để lập kế hoạch, mục tiêu mới, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người để mưu cầu đại sự. Xem bói tử vi, trong tháng có chính quan nâng đỡ, ví như quý nhân là bề trên phù hợp, rất có lợi để phát triển công danh sự nghiệp. Kinh doanh buôn bán đầu năm tuy chưa nhộn nhịp, nhưng nhìn chung bản mệnh vẫn bỏ túi không ít tiền của, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Tử vi tuổi Tý tháng 1 năm 2019 âm lịch, tài lộc. Theo dõi tử vi 12 con giáp, ở tháng đầu tiên của năm Kỷ Hợi, tài vận của người tuổi Tý khá lý tưởng, đặc biệt là thứ tài, có dấu hiệu may mắn bất ngờ như thưởng nhiều, đòi được nợ, tiền từ các khoản tồn đọng bỗng về tay, gặp may khi tham gia các chương trình bốc thăm trúng thưởng. Kinh doanh buôn bán không quá tất bật nhưng lại đạt doanh thu lý tưởng, đầu năm tiền bạc sông xanh, điều phá không cần lo lắng quá nhiều. Lưu ý xét về phi tính tháng, bát bạch chủ tài lộc gặp phải ngũ hoàng đại sát tinh ở hướng Tây Nam. Tài khí rất dễ bị tổn hao, vì thế không tiến hành động thổ hay để cho các vật quá nặng gây ra tiếng ồn ào tại phương vị này. Đồng thời nếu có điều kiện, tuổi Tý nên đặt biểu tượng cóc ngậm tiền hoặc đơn giản là treo một tờ giấy màu đỏ ở hướng Tây Nam của ngôi nhà để thúc vượng tài khí, giúp công việc kinh doanh thêm thuận lợi, tiền bạc hành thông. Tử vi tháng 1 năm 2019 tuổi Tý âm lịch, tình duyên. Theo tử vi 2019 của người tuổi Tý, chuyện tình cảm không có quá nhiều bất ổn, gia đạo hài hòa, gia đình yên ấm, hôn nhân viên mãn. Đầu xuân năm mới, tinh thần mọi thành viên trong gia đình đều phấn khởi, dù có mâu thuẫn xảy ra thì cũng 9 bỏ 5 10 cho qua hết mọi chuyện, không khí trong nhà ngoài ngõ đều vui tươi rộn ràng. Các cặp đôi đang yêu có thể tính chuyện cưới hỏi ngay trong tháng này, tháng đầu tiên của năm mới, đất trời hòa hợp, có lợi cho chuyện kết hôn đôi lứa. Người độc thân vượng nhân duyên, đi xa có thể gặp được người ưng ý. Cuối tháng có người mai mối giới thiệu đối tượng phù hợp, tình cảm tiến triển khá thuận lợi. Tử vi tuổi Tý tháng 1 năm 2019 âm lịch, sức khỏe. Xem tử vi tháng 1 năm 2019 tuổi Tý âm lịch, phương diện sức khỏe không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số bản mệnh có xu hướng tăng cân nhẹ do dịp Tết ăn uống quá độ. Vì thế, cơ thể có cảm giác ì ạch trì trệ, tiêu hóa gặp khó khăn hay cảm thấy mệt mỏi, uể oải khi phải di chuyển vận động nhiều. Với một số nữ mệnh, trong tháng có thể đón tin vui về chuyện con cái, nhưng lưu ý đi đứng cẩn thận nhẹ nhàng, tránh bị té ngã, va chạm mạnh ảnh hưởng tới sức khỏe của cả mẹ và con. Nam mệnh hết sức chú ý vấn đề an toàn giao thông, tránh tuyệt đối tình trạng rượu bia say xỉn mà vẫn lái xe, rất dễ xảy ra tai nạn bất ngờ, nguy hiểm tới tính mạng. Cẩm năng vượng vận cho từng tuổi Tý. 1. Mậu Tý, hỏa, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, gia đình có tin vui, xuất hành đi xa gặp thuận lợi. Quý nhân, sửu, thân, tiểu nhân, ngọ, dậu. Màu sắc may mắn, xanh lá, vàng. 2. Canh Tý, thổ, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, gia đạo yên ổn, có lộc về kinh doanh buôn bán. Quý nhân, thìn, tỵ, tiểu nhân, mão, mùi. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. 3. Nhâm Tý, mộc, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, công việc thuận lợi, có quý nhân phù trợ, đi xa có cơ hội làm ăn lớn. Quý nhân, thìn, thân, tiểu nhân, dậu, mùi. Màu sắc may mắn, xanh dương,
hồng. 4. Giáp Tý, kim, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết: tử vi tháng 1 năm 2019 tuổi Tý âm lịch với mệnh Giáp Tý có tin vui về chuyện con cái, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Quý nhân Sửu, Thìn, tiểu nhân Mão, Tỵ, màu sắc may mắn vàng, xanh dương. 5. Bính Tý, thủy, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết: đào hoa khoe sắc, tình cảm ngày càng thăng hoa. Quý nhân Tý, thân, tiểu nhân Mùi, tuất, màu sắc may mắn đen, xanh lá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Đừng quên khám phá tử vi tháng 1 âm lịch năm 2019 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.